biết làm sao đây để em mong suốt cả ngày nên buồn lắm. Em có nỗi lòng tại sao mỗi lúc gặp nhau thì anh nói chuyện đường dài, đêm trở về em khóc thầm trong chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Thanh Tâm Audio. Ngày hôm nay thì em Tâm xin gửi tới các bác một chiếc ampli đàn, một trong những con ampli đàn công suất rất khỏe để các bác phối ghép với mọi dòng loa, loa buxel, loa cột, loa thùng tùy ý. Với hệ thống công suất được sử dụng trên cái ampli này là 4 bóng KT88. Chiếc ampli màu đen bóng piano sử dụng với tới 9 hệ thống bóng ở trên máy, bao gồm 4 bóng công suất KT88, 6 bóng pre, 6 SN7 và 1 bóng dẫn 101D. Đây là một trong những con ampli đàn rất là hiếm ở thị trường Việt Nam, cũng không có nhiều người đang sở hữu cũng như là khai thác, cung cấp. Em Tâm thì về duy nhất một máy thôi và thương hiệu này đến từ Úc, Australia các bác nhé. Và đây là chiếc Melody Astro Black, một trong những chiếc ampli đàn mà em đã đấu giá từ Nhật về. Mục đích ban đầu của em thì mua chiếc ampli này về để đánh những cặp loa cây cũng như cặp loa thùng khó tính ở bên em. Và em đã có một cái thời gian trải nghiệm về chiếc ampli này. Thực tế công suất của nó rất là khỏe các bác nhé. Và đối đầu đối với mọi cặp loa luôn. Về cái thiết kế của chiếc ampli đàn này thì nó sẽ có cân nặng lên tới 25kg. Các bác có thể tham khảo hình ảnh của chiếc Melody Astro Black này ở trên Google, sẽ có những cái thông tin về cấu hình, nội thất bên trong, cái cách DJ của kỹ sư đàn Melody cũng như những cái trang bị nguồn tụ ở bên trong của máy. Ở bên ngoài thì chúng ta sẽ quan sát thấy một cái thiết kế đen bóng piano và một dàn bóng được cắm sẵn. Một chiếc ampli đàn khi hoạt động thì nó sẽ sinh nhiệt rất nhiều các bác nhá, sinh nhiệt rất là nhiều. Và chắc chắn rồi, không thể thiếu được một cái lồng chụp cho một chiếc ampli đàn với hệ thống bóng nhiều như thế này. Chiếc lồng chụp của máy thì em đang tháo để bên này đây, cũng màu đen bóng piano. Tuy nhiên thì trong quá trình sử dụng cũng có những cái phần xước răm, cái đen bóng piano này. Cái này thì hình như ở Hà Nội có một bác có thể sơn được. Tuy nhiên thì đây là cái thông tin chia sẻ cho các bác thôi. Nếu mà các bác cầu kỳ kỹ tính thì có thể sơn lại, còn không thì sử dụng như thế này cũng được. Đây là phần che chụp che lồng đen, còn đây là nhân vật chính. Thì chúng ta sẽ có 3 cái phần biến thế chính cho cái chiếc Melody này. Và chúng ta sẽ có phân tách ra thành 3 cái biến thế nguồn được bọc, được đúc trong 3 cái trụ với cái nước sơn bóng piano. Còn hệ thống bóng chúng ta sẽ được bố trí ở mặt trước. Quay về sau một chút để các bác cùng nắm bắt được thông tin. Con này thì sẽ có cái thông tin là nguồn điện là 100V, tại vì nó là hàng Úc nhưng mà xuất cho Nhật. Các bác có thể nhìn thấy cái phần cầu loa ấy, được thiết kế khá là cầu kỳ với 6 cầu. Thì ở đây chúng ta sẽ đại diện cho cầu ngoài cùng sẽ là cầu âm, là cầu trở kháng không ôm. Còn hai cầu bên trong là 6, mình xin lỗi các bạn, hai cầu bên trong ấy, thì hiện tại cầu mình đang kết nối màu trắng là cầu 4 ôm và cầu trong cùng nữa là cầu 8 ôm. Ở phía bên này thì chúng ta sẽ có 5 ngõ vào tín hiệu, bao gồm 3 ngõ live và 1 ngõ 3 lần các bác nhé, 3 ngõ live và 1 ngõ 3 lần. Con Melody này thì ở mặt trước thiết kế rất là đơn giản. Nước sơn bóng đẹp quá các bạn.
Mặt trước của nó thì thiết kế rất là đơn giản với 3 cần gạt chính, bao gồm một công tắc bật tắt máy on off, một núm tăng giảm âm lượng và một cái núm vặn đổi suộc vào. Máy trang bị 5 ngõ vào tín hiệu khác nhau các bạn nha, cho chúng ta kết nối với 5 thiết bị khác nhau để xuất âm qua bộ này. Con này thì rất là khỏe luôn các bác, thấy em gần như để âm lượng về kịch nhưng mà tiếng nghe vẫn ok, còn cho to thì tiếng mạnh lắm. Và cái hệ thống bóng ở trên Melody Astro Black sẽ được bố trí như sau. Sẽ đưa điện thoại lên cao hơn một chút để các bác nhìn từ trên xuống. Chúng ta sẽ có 4 quả bóng KT88 ở hai cái vị trí bên ngoài. Các bác nhìn thấy 4 quả bóng size giống nhau là bóng công suất. Và 4 bóng 6S N7 ở phía trong, còn bóng 1D là bóng dẫn ở phía giữa. Con này thì thiết kế khá là lạ mắt, tại vì là bình thường ấy chúng ta sẽ có những cái hệ thống âm tin đàn cơ bản với công suất và bray thôi, nhưng mà con này còn có thêm cả bóng dẫn nữa. Cái này thì thực tế thì em Tâm cũng không có rành nhiều đâu, nhưng mà qua chia sẻ của các anh cũng như đọc những tài liệu trên Google thì mới biết cái tính năng của cái bóng như thế. Nói chung là về chiếc Melody này thì không có điểm gì để chê cả. Đối với những anh em mà mới chơi sang âm tin đàn ấy thì nên lựa chọn những con máy như này để chơi, tại vì nó đã được các thương hiệu có kinh nghiệm họ sản xuất ra chuẩn chỉ theo một cái quy trình. Còn đối với mà anh em yêu thích những cái ampli mà những người có kinh nghiệm DIY được ấy, thì ở Hà Nội này duy nhất thì mình tin tưởng đó là anh Lê Kim Thạch, một trong những người cũng chuyên sản xuất những chiếc ampli đàn với cấu hình tốt cũng như cái độ ổn định rất cao, được cộng đồng audio không những ở Việt Nam cũng như là quốc tế đánh giá rất là cao. Anh em có thể tham khảo tới anh Lê Kim Thạch. Còn đối với anh em mà với cái ngân sách thấp ấy, mà muốn chơi chuẩn chỉ luôn, về cắm mà nghe luôn ấy, mà nó có một cái độ ổn định cũng như độ bền bỉ, thì anh em lên mua của những thương hiệu người ta đã có cái kinh nghiệm cũng như có một cái quy trình sản xuất khắt khe. Ví dụ như cái nỗi sợ nhất của những bác chơi âm ly đèn đó là tiếng sôi, đúng không? Như những con hàng hãng như này thì trước giờ em mua về chưa bao giờ thấy cái tiếng sôi hay ù rè gì cả, chạy rất là tĩnh luôn, cực hay. Có mỗi một đặc điểm chung của những chiếc âm ly đèn nói chung ấy, đó là khi hoạt động nó sẽ tản nhiệt năng rất mạnh, nóng. Và cái đặc điểm của dòng này đó là càng nóng lại càng hay. Cũng có thêm một cái thông tin nữa là các bác cũng có thể thay thế toàn bộ những cái dòng bóng ở trên chiếc ampli này với những cái dòng bóng cao cấp hơn cùng dòng. Ví dụ như là các bác có thể thay những hệ thống bóng KT88 chất hơn của những thương hiệu khác chất hơn. Nói chung đây là cái gu của mỗi người khi mà chơi cũng như sưu tầm những hệ thống âm ly đèn cũng như những hệ thống mà sử dụng ống bóng chân không. Ngày hôm nay thì em Tâm đang mở bán cái chiếc Melody Astro Black này của Australia, hàng Úc, với mức giá là 35 triệu. Bạn nào quan tâm tới chiếc Melody này có thể liên hệ tới ngay tới một trong hai đầu số của em Tâm. Bây giờ xin mời các bác thưởng thức thêm một đoạn chất âm nữa của chiếc ampli đàn này. Phải tàn tình ôi phương phàng.
xưa sâu nỡ từng giờ buồn.